Mới tìm thấy sinh vật lạ thân ít mặt lợn ở Ấn Độ. Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra một loại ếch mới có mũi giống như mũi lợn với thân hình màu tím ở dãy núi Gách Tây phía tây nam Ấn Độ. Vào năm 2003, ở dãy núi Gách Tây ở phía tây nam Ấn Độ, các nhà khoa học đã tìm thấy một con ếch có hình dạng bất thường, không giống với bất kỳ loài ếch nào trước đây. Tuy nhiên gần đây, trong quá trình tìm hiểu khu vực này, họ đã tìm thấy con ếch thứ hai giống như vậy và họ kết luận đây là một loại ếch mới. Loại ếch này có thân hình màu tím, mắt tròn màu xanh lá cây, mũi giống lợn. Theo nghiên cứu gần đây, trong phần lớn cuộc đời của mình, loài ếch này sống và kiếm ăn dưới lòng đất. Chúng sử dụng lưỡi dài để hút côn trùng như là mối hoặc kiến. Chúng chỉ lên mặt đất để tìm kiếm cơ hội giao phối. Trong mùa mưa, những con ếch được tìm những con ếch cái đến ẩn nấp dưới cát. Theo National Geographic, chúng giao phối với nhau trong các dòng suối để tạo ra những quả trứng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra không chỉ những con ếch này có hình dạng bất thường mà các con nòng nọc trông cũng rất kỳ lạ. Khi sinh ra, các con nòng nọc dùng miệng như miệng của con cá lau kính bám vào các tảng đá sau thác nước. Trong khi các con nòng nọc bình thường thường phát triển ở các vũng nước hoặc ao hồ, thì con nòng nọc này lại bám trên các vách đá trong nhiều tháng để ăn tảo. Loài ếch này được đặt tên theo khoa học của nhà sinh học chuyên nghiên cứu về động vật lưỡng cư. Tiến sĩ Hubati, người đã mất ở núi Gấp Tây. Chúng là thành viên thứ hai, thuộc chi Nashikabatrachus. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này là một thành công lớn bởi chúng rất hiếm gặp và thật sự đặc biệt khác lạ. Bí ẩn cây có quả hình cô gái khỏa thân chỉ rung lên khi đàn ông chạm vào. Không chỉ kỳ lạ mà cây này có thể liên quan đến câu chuyện huyền bí trong Phật giáo. Năm 2008, một người dùng có tên Tapadas đã đăng tải đoạn video về loài cây kỳ lạ được trồng tại Thái Lan trên YouTube gây xôn xao cộng đồng mạng và làm bùng nổ tranh luận có hay không sự tồn tại của loài cây này. Sở dĩ như vậy là vì cây này cho ra giống quả có 102, có hình thù y hệt một cô gái khỏa thân khiến người xem vô cùng tò mò. Thú vị hơn, loài cây này có tên Naribo mà theo tiếng Thái Nari có nghĩa là cô gái hay phụ nữ. Còn Bo có nghĩa là thực vật hay cây mà Naribo có nghĩa là cây phụ nữ. Người dùng này cũng cho biết rõ thêm, Naribo được trồng tại tỉnh Phetchabun phía bắc Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 500 km. Sau khi video được đăng tải, ngay lập tức cư dân mạng đổ xô bình luận với nhiều ý kiến khác nhau. Một số người tỏ ra thực sự kinh ngạc về loài cây kỳ diệu này. Số khác cho là không có loại quả như vậy, chỉ là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng người trồng đã tạo ra loại quả hình cô gái khỏa thân này bằng cách ép khuôn. Cư dân mạng cũng đưa ra nhiều tin đồn thú vị về Naribo rằng cây chỉ rung lên nếu có bàn tay người đàn ông chạm vào, còn không có phản ứng nếu đó là phụ nữ. Một người dùng YouTube có tên Guler Espada tiết lộ đã đến Thái Lan và mua quả khô được cho là của cây Naribo. Ban đầu thì người này không tin rằng loại cây này tồn tại, nhưng sau khi kết thúc chuyến du lịch, Guler thực sự muốn tìm hiểu về Naribo một cách khoa học. Naribo có thể chứa đựng cả một câu chuyện huyền bí. Theo thần thoại trong Phật giáo của người Thái, cũng có một loại cây tên là Naripom sinh trưởng tại khu vực Himaphan, một khu rừng bí ẩn nơi các Phật tử sinh sống. 20 năm mới nở hoa kết trái một lần, mỗi lần cho quả trong hình dạng của cô gái trẻ. Tương truyền Đức Phật tối cao đã dựng cho Bồ Tát Vedshantara, vốn là một hoàng tử nổi tiếng từ bi từ bỏ quyền lực tài sản để đi theo đạo Phật. Vợ và hai con của ông một túp lều trong rừng để ông an tâm ngồi thiền. Nhưng khi vợ ông đi vào rừng hái quả, bà thường xuyên gặp các Phật tử khác trêu ghẹo và quấy nhiễu do họ vẫn chưa thoát khỏi ham muốn nhục dục. Biết được điều này, Đức Phật đã tạo ra các Naripom mọc ra quả có hình thù những cô gái xinh đẹp để đánh lạc hướng những Phật tử kia. Naripom chỉ ra quả trong 7 ngày. Đặc biệt, những quả này có cơ quan nội tạng giống như người nhưng không có xương và biết nhảy múa. Những Phật tử chưa thoát khỏi trần tục có thể hái về, nhưng nếu trong vòng 4 tháng họ không kiềm chế được nhục dục thì sẽ mất hết quyền năng. Tuy nhiên cho đến nay, Naribo hay Naripom có thực sự tồn tại hay không vẫn còn là một bí ẩn. Cô gái chết 16 năm không thối rửa đòi giải oan.
Ngày 18 tháng 5, tại huyện Doanh Sơn, Nam Sung, Tứ Xuyên, có một chuyện rất kỳ lạ xảy ra mà chưa lý giải được. Xác chết 16 năm vẫn nguyên vẹn không bị thối rữa. Được biết, xác chết này là của một phụ nữ bị hãm hại mà chết, đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Sau khi chết, cô không được an táng mà vẫn để quan tài ở trong nhà. Đến nay đã gần 16 năm nhưng xác chết vẫn còn nguyên vẹn, biến thành xác khô. Khi phóng viên trực tiếp đến tìm hiểu đã rất kinh ngạc. Người phụ nữ này đã chết từ ngày 8 tháng 10 năm 1998, đến nay đã gần 16 năm. Chỗ đặt quan tài chính là phòng ngủ năm xưa của cô. Tường gạch đều đã bị phá hủy, toàn bộ gần như đổ nát hết, chỉ để trơ lại một chiếc quan tài màu đen được làm từ gỗ thông. Ở trên nắp quan tài, toàn được phủ một lớp nhựa mỏng, ở dưới là gạch vỡ và hai cái ghế băng. Bố mẹ của nạn nhân năm nay đã gần 70 tuổi, trong suốt 16 năm qua, ngày nào cũng đến bên cạnh quan tài và canh giữ xác con gái mình. 16 năm trải qua mưa gió, bên ngoài của quan tài hơi bạc màu lốm đốm, những kẽ hở đều được đóng đinh chắc chắn. Tên của nạn nhân là Đường Đức Thanh, chồng của chị là một công nhân đường sắt, thường đi làm xa ít khi về nhà. Hai anh chị sinh được hai cháu, thật không may, chúng bị mồ côi cha mẹ quá sớm. Bố mẹ của nạn nhân nói với phóng viên rằng, chúng tôi không phải là không muốn mai táng, làm sao tôi nỡ nhẫn tâm để con mình ở đây chứ. Mặc dù đã chết rồi, nhưng nó vẫn là con gái ruột của tôi. Năm đó, khi nó chết, chúng tôi cảm thấy có gì đó uẩn khúc nên đã báo công an, nhưng đến nay vẫn chưa điều tra được. Cảnh sát nói rằng nó uống thuốc độc tự tử, nhưng chúng tôi vẫn không tin vào kết luận của cảnh sát. Phóng viên khi mở nắp quan tài ra thì thấy bên trong là thi thể của Đường Đức Thanh, miệng mở banh ra, mặt đen tái, tóc thì rụng gần hết. Tuy nhiên, xác vẫn được bảo quản rất tốt, được phủ qua rất nhiều lớp vải và có một số chỗ xương bị vỡ. Bà Đường chia sẻ, con gái tôi không thể nào tự sát được, đây nhất định là một vụ giết người, có người đã bóp cổ rồi cưỡng bức con gái tôi đến chết. Chúng tôi có người làm chứng, mà lúc đó cũng có đứa cháu ngoại 7 tuổi của tôi ở đó. Năm nay nó đã hơn 20 tuổi rồi. Sau khi xảy ra chuyện đến nay, cũng không thấy cơ quan công an đến điều tra, bởi vì nhà hung thủ có tiền, có quyền. Chúng tôi thực sự không biết phải kêu ai. Bố của nạn nhân, ông Đường Sách Toàn cho biết, bọn họ đã ngụy tạo bằng chứng giả để hại con gái tôi. Những năm qua, tôi thực sự rất áp lực. Mọi người xung quanh không hiểu, nghĩ rằng tôi độc ác, không để con gái được an nghỉ. Nhưng làm sao họ hiểu được nỗi khổ tâm của tôi? Tôi sẽ kiên trì đến cùng, khi nào làm rõ được nguyên nhân cái chết của con gái tôi thì tôi mới chôn cất nó. Em trai của nạn nhân nói với phóng viên, việc này đem lại tổn hại lớn cho gia đình chúng tôi, đó là một cú sốc tinh thần. Bố mẹ tôi cả ngày từ sáng đến tối ngồi canh ở đây. Năm đó khi xảy ra chuyện, có người định trộm xác của chị tôi mang đi, bố mẹ tôi lo lắng sự việc chưa được giải quyết mà lại có người phá hoại. Từ lúc đó, bố mẹ tôi không quản nắng mưa hàng ngày đều canh xác chị tôi. Trên quan tài của chị Đường Đức Thanh có dán chữ oan to đùng, với hy vọng cái chết của chị được điều tra rõ ràng. Khi tìm được hung thủ hãm hại con gái mình thì ông bà Đường mới chịu chôn cất thi thể. Chuyện tình lãng mạn của cặp đôi nhỏ nhất thế giới. Sau một thời gian kiên trì theo đuổi, cuối cùng Paulo cũng có được trái tim của Katy Yusia. Cả hai đã có 8 năm bên nhau và dự định sẽ làm đám cưới. Paulo Gabriel da Silva Barros, 30 tuổi, và Katy Yusia Hosino, 26 tuổi, đến từ Brazil, đều mắc chứng lùn bẩm sinh. Chiều cao lần lượt của họ chỉ là 88cm và 89,4cm. Cả hai đang hy vọng sẽ được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness cho danh hiệu cặp đôi nhỏ nhất thế giới. Theo báo chí, họ quen nhau cách đây 10 năm trên mạng xã hội. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy cô ấy thật xinh đẹp, Paulo nhớ lại. Tuy nhiên, Katy Yusia lại mất nhiều thời gian hơn để tìm được điểm hấp dẫn ở Paulo. Cô giải thích, lần đầu nói chuyện với anh ấy, tôi rất khó chịu. Paulo thì nói thêm, cô ấy nghĩ tôi cố gắng tán tỉnh, nhưng thật chất tôi chỉ cố chứng tỏ mình là người tốt thôi. Theo lời cô ấy thì tôi là một gã đàn ông nhàm chán. Paulo hiện làm thư ký pháp lý, trong khi Katy Yusia là một nhân viên thẩm mỹ. Sau 18 tháng, cuối cùng, Katy Yusia cũng dần có tình cảm hơn với Paulo. Cả hai trò chuyện và tình cảm bắt đầu nảy nở từ đó. Một ngày nọ, có điều gì đó thay đổi trong đầu tôi, khiến tôi quyết định không chặn tài khoản của anh ấy trên mạng nữa. Khi đó, tôi thấy anh ấy có phần dễ chịu hơn trước, Katy Yusia kể. Hai tháng sau,
Paulo đi cả chặng đường dài 300 km tới thành phố Londrina, nơi Katiusia sống, để được tận mắt nhìn thấy cô. Điều khiến tôi bị cô ấy thu hút, ngoại trừ vẻ đẹp bên ngoài, chính là sự ngọt ngào. Cô ấy là người có tính cách rất nhẹ nhàng, dễ thương, Paulo chia sẻ. Cả hai quyết định hẹn hò và 4 năm sau thì chuyển về sống chung. Tôi chưa từng hẹn hò ai nên Paulo là bạn trai đầu tiên của tôi, Katiusia nói. Hiện tại, cả hai cũng giống bất kỳ đôi tình nhân nào. Điều tuyệt vời nhất trong mối quan hệ của chúng tôi chính là sự thân thiết, là tình bạn mà cả hai đứa dành cho nhau. Cô ấy ủng hộ tôi trong tất cả mọi chuyện, là chiến binh nhỏ bé của tôi, anh Paulo hạnh phúc nói. Về phần Katiusia, cô cho biết cô và bạn trai hợp nhau về cả suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc. Chính tính cách đơn giản không phô trương câu nệ của Paulo là điều khiến Katiusia quý mến và trân trọng nhất. Hiện tại, Paulo đã có một chiếc xe được thiết kế phù hợp với những người như anh để thuận tiện cho việc đi lại. Cặp tình nhân rất thích đi du lịch, ăn kem, ăn đồ Nhật Bản và ngủ nướng. Tuy rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống, nhưng cả hai thừa nhận họ nhiều lần khó chịu, bực bội khi xuất hiện hay sử dụng các dịch vụ công cộng. Chẳng hạn như đi rút tiền từ máy ATM, đến phòng tắm công cộng hay đi ăn buffet. Mỗi lần cùng nhau ra ngoài, thỉnh thoảng cặp đôi lại bị mọi người cười cợt chế giễu. Ngày nào tôi cũng phải trải qua cảm giác bị phân biệt đối xử. Mỗi khi đi ra ngoài, tôi lại thấy họ chỉ trỏ, thì thầm về tôi, Katiusia chia sẻ. Tuy vậy, họ không bận tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh. Cả hai đang cân nhắc tới chuyện kết hôn sau khi đã có 8 năm bên nhau. Nếu không vì sự kiên nhẫn của anh ấy, chúng tôi khó có thể ở bên nhau lâu đến thế. Tôi cũng không thể là tôi như bây giờ. Paulo dạy cho tôi rất nhiều điều hay. Katiusia tiết lộ, cô và bạn trai từng bàn đến chuyện sinh con. Tuy vậy, nếu mang thai, sẽ có nhiều nguy cơ đáng lo ngại bởi kích cỡ tử cung của tôi quá bé, khó có thể nâng đỡ được một đứa trẻ. Hiện tại, cả hai đã quyết định điều gì đến sẽ đến. Về mục tiêu cá nhân, tôi muốn một ngày nào đó sẽ được làm đám cưới, muốn cùng anh ấy sống trong căn nhà riêng, cùng những con chó đáng yêu, dù có con hay không. Điều tôi mong nhất vẫn là cả hai luôn vui vẻ, hạnh phúc, cô nói.